Khu du lịch Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã chuẩn bị sẵn sàng để đón khách dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 sắp tới. Trong dịp nghỉ lễ 4 ngày tới, du khách đến vườn quốc gia Tràm Chim sẽ được tham quan nhà trưng bày trứng chim, cá nước ngọt, bướm và đi xuồng kéo, tắc rán, tham quan giặc rừng tràm, hòa mình vào không khí thiên nhiên trong lành với hệ sinh thái đa dạng, nhiều loại động thực vật quý hiếm. Bên cạnh đó, du khách còn có thể mua nhiều quà lưu niệm, các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao như khô cá đồng, dưa kiệu, sữa hạt sen, mật ong hương tràm, hồng sen tửu.